追，赶赶推推，撞撞目空一切理想消光，真真假假跌过痛过，爱的花火似给我远远望，天黑天光天青天苍，曾经厮守暗地向往，可惜这夜烟花已谢，没法被仰望，差一刹我信地老天荒，只差一步欲望幻化星光，谁和谁传唤爱，谁和谁埋没爱，天堂在哪方，我怕就怕失望，其余一切也不枉，所有代价通通舍降，心血都流光，anh hai à, em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì em nói đi. Em là anh ba của Rini, thật ra em có trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của nó, nhưng tình cảm của hai anh em anh sâu nặng hơn, em nghĩ có những chuyện nên để anh nói với nó. Có phải em biết được điều gì không? Hôm đó em đau bao tử đi bác sĩ thì gặp top man. Bên cạnh ảnh có một cô gái, còn có một đứa nhỏ, gọi anh là ba. Công lý nào, trước đây anh đã hứa với anh là đối xử tốt với nhất tâm mà. Trước đây anh cũng hứa là ủng hộ anh mà, xoay lưng lại phản bội anh ở hội đồng quản trị, anh còn tin ảnh sao? Có chuyện như vậy thật sao? Phải, em điều tra cô gái đó rồi, anh có thể làm rõ. Được rồi, đừng có hối. Tâm à, anh không có hối em, có chuyện muốn nói với em. Em ngồi xuống đi. Nói gì vậy? Quyết định hôm nay đi qua tới hạnh phúc cả đời của em. Anh không muốn có sai sót gì khiến cho em phải suốt đời ân hận. Anh muốn nói gì vậy? Anh đã nghe được những tin đồn về Top Man, anh muốn làm cho rõ ràng trước, rồi em hãy đính hôn có được không? Anh cũng nói là tin đồn rồi, thật sự chúng ta không cần để tâm. Tâm à, em đi đâu vậy? Thì theo kế hoạch đang định đính hôn với Top Man. Là dựa cho đâu em tin ảnh? Em cho rằng bản thân em rất hiểu ảnh sao? Em yêu ảnh thì phải tin ảnh chứ. Anh hai à, anh đừng có gì sự bất mãn với ảnh trong công việc thì mượn những tin đồn để chống đối ảnh. Em yêu ảnh cho nên em có thể bao dung tình cảm không rõ ràng của ảnh, thậm chí còn bao dung việc ảnh có đứa con, có phải không? Anh thật là quá đáng. Anh có biết Tom đã nhường nhìn anh, bao dung anh lắm không? Anh có thể đừng có nhỏ mọn quá, nói những chuyện bêu xấu ảnh nữa có được không? Tâm mà, em hiểu lầm rồi, anh không có bêu xấu ảnh. Anh chỉ có đứa em gái duy nhất, anh không lo cho em thì lo cho ai đi? Những gì anh nói là thật, em tin anh đi. Thật sự em cảm thấy anh không có bị điên thì bị chứng hoang tưởng. Em không muốn cãi nhau với anh nữa. Nếu anh không có thật lòng chúc phúc cho em thì hôm nay anh đừng có đến dự lễ đính hôn của em. Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ đính hôn của chúng tôi. Hôm nay đã bước lên thuyền, nhất định phải uống say mới được về, nếu không thì bơi về. Nè, Nhất Nguyên và Nhất Minh mua cái gì mà lâu vậy? Trưởng huynh tay cha mà, nó làm chủ trong buổi tiệc, còn bà hối nó tới đây đi. Má, thôi khỏi đi, lúc nãy con cãi nhau với anh hai, con đã quá lời kêu ảnh đừng có tới. Hả? Như vậy mà con cũng nói được sao? Con và nó cãi nhau chuyện gì? Connie à, mà gọi điện cho nó đi, bác phải hỏi nó có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy, ngày đính hôn của em mình mà cũng không tới. Dạ được, con đã nói được có gọi mà, con cũng muốn làm lớn chuyện. Nhất Tâm đã không muốn hỏi thì mặc kệ đi. Em yên tâm, Marcus rất thương em, nhất định sẽ đến mà. Phải đó, má à, anh em tụi con thường hay cãi nhau mà. Anh Trá tới kìa. Thấy chưa, tới rồi. Ông Trá, ông Trá, ông Trá. Nhất Nguyên, thằng nhỏ này là ai vậy? Nó tên là Billy. Billy, chào hỏi đi. Ba. Nó gọi anh là gì? Nhất Tâm, anh đưa Billy đến
là muốn chứng minh cho em thấy anh không có chống đối ảnh, anh không có bêu xấu ảnh. Tập mềm, anh giải thích đi. Nó là con anh. Trời ơi, tồi tệ quá. Sao lại như vậy được? Nhất Nguyên à, tại sao trong lúc này con lại dẫn thằng nhỏ tới? Trời ơi, Nhất Minh à, tại sao con lại làm như vậy? Sao con không nói sớm? Má, con liên quan tới Nhất Minh, mọi chuyện cũng đều do Top Man. Anh biết rõ tôi rất thương em gái của tôi, tại sao lại gạt nó chứ? Anh còn nói, nếu anh thật lòng thương em, tại sao lại đối xử với em tàn nhẫn như vậy? Hôm nay là ngày đến hôn của em, em chỉ muốn cùng Top Man trong lúc vui vẻ nhất làm những chuyện vui vẻ, tại sao lại đến phá hoại? Tất cả những gì anh làm cũng vì hạnh phúc em thôi. Anh độc hành độc ác quá, thật sự không hề nghĩ đến cảm nhận của người anh khác. Anh không muốn em bị tổn thương mà. Anh muốn bảo vệ em thôi. Càng giống như một con không bị tập lý, tự ti, tự anh muốn bảo vệ em thôi. Anh không muốn em bị tổn thương mà. Hai đứa con trời ơi, không biết đủ chưa vậy? Trong lúc này con làm cho mọi người hoảng sợ có lợi ích gì? Honey, em đã nói gì với nó? Em không có, em không có nói gì hết. Em đã phanh phui chuyện của anh cho mọi người biết à? Em không có mà anh đừng hiểu lầm. Tôi không có hiểu lầm, là mọi người hiểu lầm tôi thôi. Trời ơi, đừng có cãi nhau. Nè, con làm cái gì vậy chứ? Tại sao không phát điên lên vậy? Con đừng làm cho mọi người hoảng sợ chứ. Con làm như vậy là sao? Cả mọi người, anh cũng nghĩ tôi bị điên, là mọi người không hiểu nỗi khổ tâm của tôi. Marcus, Nhất Quyên, Marcus, Nhất Quyên, Marcus đã leo xuống đi. Tôi nói cho mọi người biết, bây giờ tôi sẽ nhảy xuống đây. Tôi hiểu rằng bản thân mình đang làm cái gì mà. Tôi đang kháng nghị gì mọi người không hiểu nỗi khổ tâm của tôi. Tôi nên phải dùng cách thức mà mọi người không hiểu bày tỏ sự kháng nghị của tôi. Marcus, anh đừng làm vậy mà. Marcus, Nhất Quyên hả? Đừng mà, Nhất Quyên, đừng mà. Nhất Quyên, mau kiếm người cứu nó đi. Nhất Quyên à, Nhất Quyên. Marcus, anh đi đâu vậy? Cẩn thận đó Nhất Quyên. Nhất Quyên à, anh đã không sao đâu. Không sao rồi, không sao rồi kìa. Ơi, con sao rồi? Con sao rồi? Nhất Quyên chỉ muốn bình tĩnh thôi. Mọi người yên tâm đi, không sao hết á. Tất cả cũng tại công, ngày đến hôn mà để xảy ra những chuyện này. Mansi, Elsa, thật ra còn bao nhiêu cô mà em chưa từng gặp, còn bao nhiêu đứa con riêng mà em chưa biết. Anh biết giờ phút này khó mà khiến em bình tĩnh được, nhưng em có thể cho anh thời gian 3 phút để giải thích được không? Được, em cho anh 3 phút, anh nói đi. Phải, Billy là con trai của anh, nhưng mà 6 năm trước anh và Elsa đã chia tay dứt khoát rõ ràng rồi. Thì ra là Elsa. Khó trách anh lại giữ chiếc lắc của cổ. Thật sự anh không để ý vẫn còn đồ của cổ ở nhà. Sau khi anh và cổ chia tay thì cổ trở về Mỹ. Qua Mỹ cô mới phát hiện là mình đã có thai. Cô cũng không có ý định trở lại với anh, cho nên không có nói với anh thì một mình sanh đứa con ra. Anh đừng có nói với em là sanh đứa con ra là quyết định của cô gái đó. Anh không hề hay biết gì. Không phải anh muốn phủi bỏ trách nhiệm, thật tình là anh không biết. Cho đến gần đây em sẽ phát hiện Billy bị ung thư máu, cô phải tìm tủy thích hợp ghép tủy gấp nên mới bắt buộc trở về tìm anh. Anh mới biết thì ra là mình có đứa con này. Billy bị ung thư máu, nó là con của anh. Anh làm sao có thể thấy chết không cứu? Vậy tại sao anh không nói? Lúc anh biết chuyện này là chúng ta đã chuẩn bị cho lễ đính hôn hôm nay. Thứ nhất, anh không muốn vì chuyện này ảnh hưởng tâm trạng của chúng ta. Thứ hai, anh cảm thấy anh có thể giải quyết được chuyện này. Sau khi Billy làm phẫu thuật xong cũng theo má nó trở về Mỹ, sau này cả hai sẽ có cuộc sống riêng, không ảnh hưởng đến chúng ta. Chính vì thói tự cho mình là đúng của anh, tưởng là không cần phải giải thích với người ta, cho nên mới rơi vào cảnh như hôm nay. Anh còn làm ảnh hưởng đến người nhà của em. Anh có biết má em mong đợi ngày này lâu lắm rồi không? Nhất định bây giờ là má rất buồn. Thật tình anh không biết làm sao để khiến em thông hiểu cho anh. Em cũng không biết. Bây giờ ở trên có một đứa bé đang đợi ba mình là anh. Anh kêu em làm sao đối mặt đây? Ok, để anh đối mặt. Anh lên kêu họ cặp thuyền vào bến. Còn nữa, anh làm ơn giải quyết cho xong những cái trách nhiệm gì đó của anh đi, rồi hẳn tìm em.
Thật ra con và Trini là bạn nhiều năm, con phải đích thân đến chúc mừng cổ. Cho nên ba đâu cần ở đây với con. Ba nên chúc mừng dì Mi. Tới mấy buổi tiệc đó có thêm ba cũng không phải nhiều. Hơn nữa ba và chị Mi là bạn thân mấy chục năm, đâu có tính toán hình thức đó. Quan trọng chỉ là biết ba mừng cho chị là được rồi. Ba thích ăn cơm riêng với con, hưởng phước của con là ba vui rồi. Tuy rằng ông trời đã bắt má con đi, nhưng lại cho con người ba tốt như ba vậy. Ông trời quá thương con rồi. Con à, bây giờ con đã dứt bỏ được người đó, không bị ai bắt nạt nữa. Ba cảm thấy vui lắm. Nhưng quan trọng là bản thân con phải vui mới được. Ý ba, không phải ba đã hẹn bạn đến bài gì sao? Tới giờ rồi đó. À phải rồi, lo nói chuyện mà quên mất thời gian luôn. Thôi ba đi nha. Cẩn thận một chút nha. Bye bye. Sau lần anh bị bắt cóc ở Mumbai thì anh là một kẻ thất bại. Anh cảm nhận được anh rất bơ vơ, rất yếu đuối. Anh càng không muốn vậy, tôi càng muốn chứng tỏ mình, nhưng lại càng thất bại. Không có đâu, trong lòng em anh mãi mãi là người mạnh mẽ. Anh là kẻ thất bại. Anh không kiểm soát được nỗi sợ hãi trong lòng của anh. Anh càng muốn bảo vệ bản thân mình, anh càng muốn bảo vệ người thân bên cạnh mình, thì anh càng rối bời. Mà có sao anh đừng vậy mà. Em nhìn thấy anh như vậy em rất đau lòng. Tóm lại trong lòng em, anh mãi mãi là người đàn ông đáng được hâm mộ và tôn trọng. Sau này dù xảy ra chuyện gì, em nhất định sẽ ở bên cạnh anh để cùng anh vượt qua. Em không rời bỏ anh được. Có thật là em cho rằng anh xứng đáng để em làm vậy không? Em đã từng đánh mất, từng nắm bắt, cũng từng dứt bỏ anh. Nhưng thật ra em làm sao cũng không quên được anh. Đã như vậy, em không còn mong bất cứ gì. Chỉ cần anh ok thì anh tìm đến em. Chỉ đơn giản vậy thôi. Anh không thể ích kỷ như vậy được. Em sẽ đợi anh. Em sẽ chấp nhận bất cứ quyết định nào của anh. Nói thế nào anh ấy cũng không nên đem thằng nhỏ ra. Thằng nhỏ đã bị bệnh ung thư mà. Má cũng cảm thấy gần đây anh hai con hơi khác thường. Nào giờ nó chững chạc từ tốn, xử sự rất là khéo. Bây giờ con người của nó thay đổi hẳn, không nghĩ đến cảm nhận của người khác trước bao nhiêu con mắt mà nó nhảy xuống biển đó. Conny à, có phải gần đây Nhất Nguyên có gì không ổn không? Thật ra sau khi ở Mumbai trở về, con cũng cảm thấy anh Nguyên có gì đó không ổn. Không biết có phải ở bển anh từng bị bọn bắt cóc ngược đãi cho nên bị ám ảnh. Con có đi hỏi các chuyên gia, họ nói là có thể anh Nguyên mắc hội chứng sau tổn thương. Hả? Hội chứng sau tổn thương? Có trị được hay không vậy? Hay là chúng ta cùng nhau khuyên Nhất Nguyên đi. Con nghĩ là không nên đâu. Đông người quá có thể áp lực sẽ càng lớn hơn. Để con tìm được dịp sẽ nói chuyện riêng với ảnh. Cũng tốt đó. Không được đâu má à. Chuyện của Nhất Nguyên không thể kéo dài được. Hay làm vậy đi, má với con sẽ cùng nói với ảnh. Anh rất hiếu thảo, anh sẽ nghe lời của má. À, cậu hai. Con đã về rồi hả? Trời ơi, sao mặt con xanh xao quá vậy? À, chị Thủy à, lấy ấm trà xăm cho cậu hai đi. Má, con xin lỗi đã làm cho má phải lo lắng.
Tâm à, anh xin lỗi đã làm hỏng tiệc đính hôn của em. Nhưng mà anh mong em hiểu cho anh. Bởi vì anh phát hiện tâm lý của anh có vấn đề. Anh đã suy nghĩ rất lâu. Anh nghĩ lại sau khi ở Mumbai trở về thì tinh thần của anh khác với trước đây. Chỉ vì chút chuyện cũng làm anh nổi giận lên. Chuyện gì cũng rất nhạy cảm lại nghi ngờ. Anh còn bị mất sự phán đoán. Nó làm chuyện mà mình không nên làm nữa. Nhưng mà sau này sẽ không có nữa. Anh sẽ đến bác sĩ tâm lý khám, đối mặt với vấn đề của mình. Anh biết nói như vậy thì tốt quá. Chứng tỏ là bệnh của anh chưa phải nghiêm trọng lắm. Phải đó anh hai. Lúc nãy mọi người rất lo cho anh, không biết anh có chịu đi khám không? Không đâu. Anh sẽ không lẩn tránh nữa. Bởi vì anh không muốn tiếp tục sai lầm. Cả nhà nhất định sẽ ủng hộ anh. Nên mai anh sẽ bình phục thôi mà. Trời ơi, Nhất Nguyên à, dù sao con cũng là đứa con ngoan của má. Bây giờ má thấy an tâm rồi. Cậu hai, trà sâm đây. Dì Thủy này cũng ủng hộ cậu. Cảm ơn dì Thủy. Phải đó anh hai, tất cả mọi người đều ủng hộ anh. Phải đó. Nhất Tâm à, con lên phòng nghỉ ngơi. Nhất Tâm. Nè Nhất Tâm. Nhất Tâm. Nhất Nguyên à, con để cho em con bình tĩnh lại đã. Hôm nay anh đã ngâm nước muối rồi, tại sao không vào làm spa để thư thả một chút? Trở về nhà của mình, nhìn thấy người thân quen của mình đã là sự hưởng thụ lớn nhất. Em xin lỗi. Sau khi chuyện này xảy ra, em không biết giải quyết như thế nào. Em xin lỗi. Người phải nói xin lỗi là anh. Là anh có vấn đề. Anh không thể kiểm soát được mình. Không sao đâu. Chuyện qua rồi thì anh coi như là không có chuyện gì xảy ra. Có những chuyện khó mà coi như không có xảy ra. Xảy ra chuyện này anh cũng đâu có muốn đâu. Hay chúng ta quay ngược lại suy nghĩ. Đôi khi có chút sóng gió, đối với cả nhà chúng ta mà nói, có thể là một sự thử thách tốt đó. Thử thách này đối với anh thật sự quá lớn. Em cũng cần biết sau này dù có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ cùng anh đối mặt. Anh phải có lòng tin với chính mình. Cảm ơn em. Vô đi. Xin lỗi. Anh đến xin lỗi em là vì anh đã làm hỏng tiệc đính hôn của em. Thật ra anh làm như vậy cũng vì anh lo cho em, không muốn em bị gạt thôi. Em biết anh bị bệnh không kiểm soát được tinh thần chứ gì. Không lẽ em lại trách một bệnh nhân? Không phải anh nói anh bị bệnh là trên hết đâu. Anh thừa nhận anh làm như vậy là hơi lỗ mãng, không có nghĩ tới cảm nhận của em. Hay gì đi, anh để cho em phạt anh, để em có thể hả giận được không? Vậy anh nghĩ anh đáng bị phạt như thế nào? Lúc nhỏ thì em rất nghịch ngợm, tối ngày cũng chọc ghẹo anh. Anh nhớ có một lần em ở trên cầu thang nhào xuống định hù anh, ai ngờ bị hụt té gãy chân luôn. Mà nói là em nghịch quá đi, bắt anh nhất định phải phạt em. Kết cục là anh đã vẽ tùm lum lên chân bó bột của em. Em có nhớ không? Anh chịu cho em vẽ lên mặt sao? Chịu. Không được kháng cự nha. Đương nhiên rồi. Không được xoay mặt qua chỗ khác nha. Ờ, anh đâu có. Vậy hai tay của anh nắm lỗ tai đi. Hả? Tại sao phải nắm lỗ tai? Em vẽ là được rồi. À, này. Không được né. Đừng có né. Sao hả? Anh coi khuôn mặt của anh bây giờ đi, không có còn tôn nghiêm của CEO nữa. Vì sao? Trời ơi, chụp lại đã.
em mà đãi lên trên bàn của công ty thì ngày mai nhân viên nhìn thấy anh như vậy cười bể bụng luôn. Đừng có giỡn mà Tâm nè, nè đi nhanh, nè nè đi anh xóa đi, nè đi không được mà, không được mà, em chỉ giỡn chơi với anh thôi, nhưng mà em thực sự giữ để làm kỷ niệm đó, để sau này anh mà có bắt nạt em nữa thì em sẽ đưa cho thiên hạ coi. Cười rồi nha, tức là em hết giận anh rồi phải không? Thật ra em giận anh cũng không sao. Anh chỉ để tâm lần này em bị tổn thương tới mức nào. Thật lòng anh không biết làm sao bù đắp cho em. Anh chỉ có một đứa em gái, em cũng vui, anh cũng khó chịu lắm. Thực ra hai anh em đâu có chuyện thù dai. Nội trú đây anh phải cõng đứa em bị què hết lên cầu thang lại xuống cầu thang, cũng không có than trách gì. Thì em biết là anh rất thương em. Nhưng mà em đã lớn khôn rồi, sau này có những chuyện anh để em tự quyết định đi. Anh hai, anh cũng đừng có trách bản thân mình. Thật ra trước khi đính hôn anh cũng đã từng nhắc nhở em, tại bản thân em không chịu chấp nhận sự thật mới ra nông nỗi này. Thật ra anh bị bệnh, em nên quan tâm anh mới phải. Nếu như anh đi bác sĩ cảm thấy có áp lực gì, em đi với anh nha. Tôi khỏi đi. Em không giận anh đã vui lắm rồi. Em yên tâm, anh biết đối mặt với áp lực này như thế nào. Cái chính là em đừng nhớ những chuyện không vui nữa. Anh vui thì em sẽ vui. Em không muốn lúc nào cũng thấy anh rầu rĩ nhăn nhó. Em muốn anh giống như là cái mặt cười mà em vẽ vậy, lúc nào cũng cười thật tươi. Vậy tức là khỏi rửa mặt rồi, đem khuôn mặt này đến công ty đảo một vòng cũng được đó. Chào. Chào. Có phiền em không? Không, anh ngồi đi. Không có hẹn ăn trưa sao? Ăn sandwich là được rồi. Chà, một ngày ba cử cũng ăn một mình, sao không hẹn anh đi ăn? Một ngày có hai cử em ăn ở nhà rồi. Người nhà có phải là người sao? Nhưng mà không phải là người em muốn gặp. Top Man không có tìm em à? Tại anh phải chăm sóc cho thằng nhỏ mà. Phải rồi, bây giờ thằng nhỏ ra sao? Em không biết. Tỏ vẻ không quan tâm, bộ em chưa tha thứ cho anh à? Anh nhận lại đứa con của mình, đó là lẽ thương tình. Dựa vào đâu mà em có thể tha thứ cho anh hay không? Top Man. Chào, ngồi đi. Em có gì phải làm, em lên trước nha. Ngồi đi. Chuyện gì vậy? Top Man, thật ra chuyện của anh và Rini tôi không tiện nói điều gì hết. Nhưng mà Rini là em gái của tôi là anh ba nó. Tôi không muốn nhìn thấy nó không vui, phải không? Thật ra thì anh muốn kéo dài vụ này tới bao giờ? Hai ngày nữa thì Billy sẽ làm phẫu thuật. Sau khi nó làm phẫu thuật xong thì tôi sẽ giải quyết chuyện này. Tôi rất có lòng tin trong tương lai Nhất Tâm sẽ sống rất hạnh phúc. Bác sĩ nói sau khi phẫu thuật Billy hồi phục rất là nhanh. Em hãy cho anh ít thời gian, nay mai thì có thể giải quyết vấn đề giữa hai chúng ta. Đang bận việc gì vậy? Thì cũng như mỗi ngày thôi. Anh tìm em có chuyện gì? Nếu như anh ngồi xuống, liệu em có gọi bảo vệ lên đuổi anh đi không? Không có mắc cười chút nào. Đang làm gì vậy? Anh có thể tôn trọng em một chút, dành cho em không gian cá nhân không? Vậy em có thể cho anh một chút không gian cá nhân để nói chuyện cá nhân giữa chúng ta không? Billy đã khỏe lại xuất viện rồi. Chúc mừng nha. Bây giờ anh đã trút được gánh nặng trong lòng. Vậy đầu tiên là anh muốn hẹn hò với em. Chủ nhật này có một buổi biểu diễn vũ đạo. Thời gian và địa điểm, anh sẽ gửi tin nhắn cho em. Không gặp không về. Thank you.
Hôm nay chủ nhật người nào cũng có tiết mục. Cũng may Nhất Tâm rảnh rỗi ngồi chơi với chúng ta. Vậy mới chết đó. Chủ nhật cũng không có tiết mục, chứng tỏ nó chưa làm lành với Topman rồi. Ma, ma cảm thấy con nên làm lành với ảnh sao? Cũng không phải đâu, làm mẹ kế người ta đâu có dễ dàng. Nè chị My à, chị và Nhất Minh không phải rất tốt sao? Nhất Minh thì đâu có giống. Nhất Minh đã trưởng thành rồi, nó hiểu biết lý lẽ. Còn đó là một thằng bé. Hơn nữa, má của thằng bé vẫn còn ở đây có phải không? Cho dù con đối xử nó tốt cách mấy, nó cũng không biết ơn con đâu. Nhất Tâm à, chỉ cần em vẫn còn yêu Topman, không có gì không giải quyết được. Giải quyết làm sao? Không lẽ bắt Topman và thằng bé đó cắt đứt quan hệ cha con sao? Không phải vậy đâu. Chuyện của trẻ con rất là dễ giải quyết. Em dành hết tấm lòng cho nó sẽ cảm nhận được. Hơn nữa, Topman nhất định sẽ giúp em. Có chuyện gì thì hai người cùng nhau giải quyết. Đừng có dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Tức là như vậy? Thật ra hôm nay Topman có hẹn con đi coi khiêu vũ. Hả? Vậy sao rồi? Hả? Nè, nếu như con đi á, thì có nghĩa là con chấp nhận ảnh. Đúng rồi. Nếu như con không đi, tức là đã chấm dứt. Cũng mọi phải. Người cảm thấy con phải làm sao đây? Má. Hả? Má thì nghĩ như vậy. Con đã khôn lớn rồi. Con biết suy nghĩ. Con hãy tự quyết định. Con tự làm chủ. Lúc nào má cũng ủng hộ con. Chị hai à, chị thấy sao? Chị cảm thấy hạnh phúc của chính bản thân em thật sự phải nắm bắt trong tay em. Vậy tức là hai người có nói cũng như không? Dì Pha, có phải dì có những ý kiến thiết thực hơn không? Nhiều thì không dám nói, chút chút thôi. Nào là như vậy, dì cho rằng tánh của con vừa khó chịu vừa bướng bỉnh, dễ nóng nảy mà tôi cũng không còn trẻ. Hiếm khi đến phút cuối dở được lá bài ù, kiếm được người lôi thôi khó chịu giống như con cũng là phước của con rồi. Dì đâu cần phải chà đạp con dữ vậy. Thật ra sống ở đời cũng giống như đánh mặt trượt vậy. Thua đến ván cuối cùng, chê bài nhỏ không chịu ăn, vậy bài quà chẳng được gì hết. Không lẽ con muốn số đỡ giá hả? Chị nói ở giá làm cái gì chứ? Em trễ cả tiếng rồi đó. Nhưng mà đợi em cũng xứng đáng. Em tới trễ sao? Dán tôi ra. Cô chưa trình diễn. Chính vì anh muốn nhân lúc tập dượt giới thiệu một người cho em quen. Là cô hả? Tại sao phải giới thiệu cho em quen? Em biết mà. Sao mà biết? Trước đây anh và cổ là đàng hoàng tử tế. Anh không muốn em suy nghĩ lung tung. Đây. Billy. Cục cưng. Cô có nhận ra cô không? Chào cưng. Ngoan. Con dễ thương lắm. Bác sĩ nói nó hồi phục rất là nhanh. Vậy thì tốt rồi. Hello. Cô nhất định là Ginny. Tôi là Elsa. Chào Elsa. Thực ra vì Billy mà đã khiến cho hai người có nhiều hiểu lầm với nhau, tôi thật lòng thấy áy náy lắm. Xin lỗi nha Ginny. Cô sẽ không giận tôi chứ? Không đâu, tôi đâu có giận cô. Hả? Vậy tức là cô giận Topman. Đừng nha Ginny. Thật ra anh cũng chỉ muốn cứu Billy thôi. Tôi và anh thật sự không có gì hết đó. Trước đó tôi có giận Topman, nhưng mà không phải là giận chuyện này. Tôi giận ảnh vì chuyện lớn như vậy cũng không để tôi giúp đỡ. Nè, em nói là trước đây giận, tức là bây giờ hết giận rồi. Tại sao em phải vì anh mà tức giận cho mệt người? Vậy thì tốt quá, tôi cứ sợ làm cho hai người bỏ nhau. Thật ra tối nay sau khi tôi diễn xong, tôi sẽ đưa Billy trở về Mỹ. Đến chừng đó thì mọi người sẽ trở lại cuộc sống của mình. Quan hệ giữa tôi và Topman cũng chỉ tới đây thôi. Rainy à, tôi và Billy đều chúc phúc cho hai người mãi mãi hạnh phúc vui vẻ. Tôi cũng cảm ơn cô đã thẳng thắn như vậy. Nếu như anh có thời gian qua Mỹ thăm Billy, liệu em có đi cùng với anh không? Đương nhiên đi rồi đúng không Billy? Hay quá.
Báo cảnh sát đi. Nơi đất nhỏ, chúng ta mua chiếc xe này nha, được không? Anh còn tâm trí coi xe hả? Bây giờ anh Nguyên đang bị bệnh, còn Renny thì không chừng đám cưới không thành. Anh không thấy rầu cho họ sao? Chính vì bây giờ mọi người ai cũng đang rầu, ta cần phải giữ tâm trạng cởi mở giúp họ giải quyết khó khăn chứ. Anh thực sự tốt bụng như vậy? Hay là anh cảm thấy nhà họ Trác càng hỗn loạn thì anh càng có thể thừa nước đục thả câu đây? Giỡn mặt hả? Mami. Mami. Nè, uống canh đi. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Nồi đất nhỏ à, dì có múc cho con bình canh lớn đem về uống đó. Ủa, Nhất Tâm, con về rồi hả? Sao chị có vẻ không được vui vậy? Ha, không lẽ nói về Topman là có chuyện gì nữa sao? Ông Cao, tốt nhất hãy chuẩn bị tâm lý, có thể một thời gian dài cổ không tỉnh lại đâu, nên cần sự chăm sóc của ông. Hình tượng cái tôi trong lòng của ông là như thế nào? Tôi là con trưởng trong nhà, đây là chủ tịch của công ty. Trước giờ tôi đều đóng một vai trò người mạnh mẽ. Nhưng từ khi bị bắt cóc gây tổn thương, tôi cảm thấy hình tượng của tôi đã bị suy sụp hoàn toàn. Ông càng muốn khôi phục hình tượng người mạnh mẽ thì càng khiến cho tinh thần của mình càng kéo càng căng, khiến cho tư duy và sự phán đoán của mình luôn có sai lầm, trái lại hình thành áp lực lớn hơn nữa. Tôi cảm thấy người chung quanh không có ai hiểu tôi. Tôi không có tìm được lối thoát để giải tỏa áp lực. Cho nên ông đã thông qua người phụ nữ khác để giải bày tâm sự, hy vọng được sự ủng hộ của cô, nên đã có những hành vi vượt giới hạn. Phải, người phụ nữ này không hỏi nguyên nhân, ủng hộ tôi vô điều kiện. Ở nơi cổ, tôi có được sự khẳng định cái tôi. Nhưng mà tôi biết, làm như vậy không phải là cách tốt. Tôi phải làm sao đây? Ở trên đời này, không có ai là hoàn hảo. Ông phải chấp nhận mình là một người không có hoàn hảo. Ông phải thử dứt bỏ hình tượng vốn có của mình, thử giải tỏa mình, dùng khía cạnh mới, tư duy mới để nhìn nhận sự vật, kể cả gia đình ông, công việc của ông và quan hệ nhân sự của ông. Đồng thời, ông còn phải thử chờ đợi người khác chấp nhận một mặt khác của ông. Giải tỏa một mặt khác của mình à? Đúng vậy. Giống như ráp đồ chơi xếp gỗ lại từ đầu, hình dạng có thể biến hóa muôn vẻ. Ông có thể ráp hình vuông như ban đầu, cũng có thể ráp hình chữ nhật. Hình dạng đã thay đổi, nhưng mà bản chất thì không có gì khác, cũng là mấy miếng gỗ xếp. Cho nên ngoại hình không có quan trọng, ráp có vui không, đó mới là vấn đề chính. Chúng tôi đã nhờ một công ty khảo sát thị trường làm một cuộc khảo sát liên quan đến hình tượng, cho thấy có 70% khách hàng cho rằng hình tượng của dạng cơ chúng ta rất bảo thủ, thiếu sự mới mẻ. Đây cũng là nguyên nhân mà chúng ta không thể lôi cuốn được khách hàng trẻ tuổi. Từ trước đến nay, dạng cơ đều giao dịch với khách hàng cũ. Khách hàng của chúng ta, ai cũng thích tác phong của dạng cơ chúng ta, chính là bảo thủ vững chắc. Đúng vậy, hơn nữa những khách hàng trẻ tuổi tài nguyên có hạn, không thể so sánh với khách hàng cũ của chúng ta. Cho nên có làm ăn với họ hay không cũng không có ảnh hưởng lớn. Riêng tôi thì thấy vậy. Sau khi dạng cơ thu tóm Phú Hưng, quy mô đã lớn hơn, thật ra cũng nên đón nhận nguồn khách khác nhau để giúp doanh số của dạng cơ tăng lên. Cho nên nắm bắt thị trường của khách hàng trẻ tuổi là sách lược chủ công của chúng tôi. Đúng vậy, dạng cơ nên từ dịp này mà có một sự cải cách. Nhật Nguyên, hình như là con có cách nghĩ khác phải không? Dạ phải, cách nghĩ của tôi
chính là phải thoát khỏi hình tượng cũ của Dạng Cơ để trẻ hóa Dạng Cơ. Trẻ hóa dễ lắm. Dạng Cơ là do ba con thành lập ra đó. Phải đúng rồi. Mấy chục năm nay đã đi vào nề nếp rồi, đâu thể nó đổi là đổi dễ dàng như vậy. Lại không thể? Chúng ta có thể từ bỏ cái cũ, phá nếp cũ khi tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Phải từ bỏ cái cũ và khách hàng của chúng ta cho họ hết hả? Không cần sao? Sao chứ? Anh hai, mọi người không hiểu sao? Này các vị, cái tôi cần chính là sự phản ứng này. Chúng ta nhìn sự vật phải thoát khỏi khuôn phép cái cũ để nhìn ở một khía cạnh khác. Tôi tin sự thay đổi của Dạng Cơ nhất định có thể lôi cuốn được sự chú ý của mọi người. Vậy tức là sao? Nói thì dễ thôi. Sao này biểu hiện lại vậy? Nói rất hay. Anh hai nói rất hay. Mọi người có biết muốn phá hình tượng giống con của Dạng Cơ nhất định phải làm giống như anh hai vậy. Mạnh bảo dám đi đầu. Anh hai, em là người đầu tiên ủng hộ anh. Yeah. Hôm trước anh nói với em là anh họp nửa chừng leo lên bàn luôn, em cũng không tin đâu. Bây giờ em tin rồi đó. Sau khi anh đi bác sĩ tâm lý về còn sung hơn siêu nhân. Anh vui như vậy cứ để anh chơi đi. Nè, mau qua đây chơi tiếp đi, thua là bị phạt đó. À, phạt thì phạt, sợ gì chứ. Nè, biểu diễn đi. À, bắt đầu nha. Một, hai, ba. Ba. Yeah. Ăn bánh kem nè. Ăn bánh kem. Ăn bánh kem ha. Nè Nhất Minh, lúc nãy chơi bowling người chơi giỏi nhất là em. Cả trái dưa hấu cũng làm bể luôn. Cho nên mấy bánh kem này phải thưởng cho em mới được. Nè. Anh Nguyễn làm gì kỳ quá vậy? Cũng ngon quá. Ngon phải không? Đừng mà. Nè, đừng làm vậy mà. Nè. Nè trời ơi, đừng làm vậy mà. Đừng giỡn nữa thôi. Em đừng giận nha. Lúc nãy anh chơi với các con điên quá. Thỉnh thoảng chơi cũng không sao. Mọi người thấy vui là được rồi. Nhưng mà em không vui. Sao em lại không vui chứ? Em không sao mà. Tụi anh đã lấy bánh kem chọi tứ tung. Salon và thảm dính hết. Nếu như trước đây em nhất định sẽ cho tất cả mọi người một bài học. Cả anh cũng không nể mặt mà. Vậy mà hôm nay em lại nói là không sao nữa. Không sao thật mà. Anh suy nghĩ đi đâu vậy? Connie à, có chuyện gì không vui em có thể nói ra. Chúng ta là vợ chồng với nhau mà. Có chuyện gì em không thể nói thẳng với nhau? Em cứ dùng nén hoài, không cảm thấy mệt mỏi sao? Em chỉ quan tâm sau khi anh gặp bác sĩ tâm lý rồi ra sao thôi. Bạn của em là giới thiệu một bác sĩ cho em, là chuyên gia ở bên Mỹ đó. Hay là chúng ta đổi bác sĩ khác đi. Đủ rồi. Em đừng xem anh là bệnh nhân hoài có được không? Nè, dạo trước anh không đi khám bệnh thì em cảm thấy anh bị bệnh. Bây giờ anh đi khám bệnh rồi thì em lại không yên tâm. Em chỉ quan tâm anh thôi. Anh suy nghĩ đâu vậy? Em quan tâm anh sao? Em nói thật cho anh biết đi. Em... Hay là chúng ta đừng nói nữa. Chúng ta xuống nhà ăn chút gì đi. Anh nói gì em cũng tìm cách né tránh. Vậy làm sao anh nói tiếp với em đây? Marcus, Bỏ đi. Tôi đây chúng ta sẽ không nói nữa. Marcus, có thể khiến con người càng thêm nhung nhớ. Bây giờ tôi giống như đang trôi dạt trên biển lớn mênh mông, nhìn về hòn đảo nơi xa xôi, cho mình chút mong đợi về tinh thần. Bây giờ Nhất Tâm và Tốt Bên sao rồi? Anh hai anh cũng thấy rồi. Tốt Bên về phải chăm sóc cho con của ảnh và của bạn gái đã không đi làm.
Cứ dây dưa với Rini như vậy, em sợ Rini dồn nén quá sẽ sinh bệnh. Ý tấm men kìa. Marcus, không ngờ lại ở đây. Tôi cũng không ngờ anh lại có dẫn tới đi tập. Khỏi ở nhà giữ con sao? Hôm nay tôi đến đây vận động, chứ không phải muốn giải thích chuyện riêng. Phải rồi, tôi tập trả các người. Anh và anh hai tôi đấu một trận đi. Nếu sợ thì thôi. Cú đấm này tôi thay nhất tâm phạt anh tội vô trách nhiệm. Tôi đã giải thích rõ ràng với cổ rồi, vô trách nhiệm cái gì chứ? Lần này anh cầu hôn với nhất tâm, đằng kia thì bác nói chấp nhận con anh, thì tức là đem trách nhiệm giao cho nó rồi. Đây là chuyện của hai chúng tôi, không để phiền anh trả xét. Nó là em tôi thì tôi có quyền đó. Lần trước anh trên du thuyền tôi không tính với anh, anh còn ép người quá đáng như vậy thì đừng trách tôi không nể mặt. Phải tập tàu đánh thiệt đó. Thôi đừng đánh, 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 đánh. Thôi bình tĩnh đi. Vậy gì từ từ nói. Nè, nè, hai người làm gì vậy? Nè, đánh đi mà. Có gì không phải nói cho phải, làm gì đánh nhau chứ?